Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020, chương trình thời sự gồm có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 10. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và quyết định một số vấn đề khác. Tham dự có ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc, cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Châu Đốc đến dự. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc nêu rõ. Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn năm 2016-2020. Tạo đà cho việc phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Năm 2020 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, nhất là dịch COVID-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu. Hậu quả của dịch đã làm ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội của địa phương. Song, với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế xã hội thành phố vẫn có điểm sáng như đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng có thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước, song vẫn ở mức cao. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều diễn biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố được giữ vững và ổn định. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020, đồng thời xây dựng định hướng phát triển của thành phố trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Do đó, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị một số vấn đề quan trọng như: thứ nhất, Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét, thảo luận đánh giá trung thực, khách quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, phân định trách nhiệm, tìm ra nguyên nhân trong việc chỉ đạo điều hành, trong đồng thời đề ra những biện pháp hiệu quả, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất. Hai là nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để xem xét thông qua nghị quyết trong quan trọng. Ba là xem xét cho ý kiến về báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 17, ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân thảo luận tại tổ, đồng thời tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kính thưa các vị đại biểu, theo chương trình vừa thông qua, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra trong một buổi với nhiều nội dung lớn, quyết sách quan trọng. Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu của và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để đảm bảo kỳ họp được tiến hành đúng như dự kiến đề ra. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục dành
thời gian cho thảo luận tổ và giải quyết và giải trình những nội dung đại biểu cử tri quan tâm. Với ý nghĩa rất quan trọng của kỳ họp, thay mặt cho chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, tập trung phát huy trí tuệ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng mong đợi của cử tri và nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đại biểu cũng thông qua các báo cáo tờ trình như báo cáo thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 và nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ thực hiện năm 2021, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình thực thi pháp luật năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề mà đại biểu và bà con cử tri quan tâm như lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, lĩnh vực đầu tư xây dựng. Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Hội đồng Nhân dân thành phố, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân. Cùng ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức sinh hoạt chính trị và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 4 năm 2020. Buổi sinh hoạt đã thông tin một số nội dung quán triệt nhiệm vụ công tác phòng chống quân sự địa phương, thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Sinh hoạt của đơn vị quản lý nguồn và nhận nguồn với cán bộ quản lý các đơn vị dự bị động viên, đồng thời chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 131 quân nhân dự bị giữ chức chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên quý 4 năm 2020 với số tiền trên 69 triệu đồng. Qua đó, nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng của quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy, quản lý các đơn vị dự bị động viên, quán triệt tình hình và thông tin thời sự cho lực lượng quân nhân dự bị, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và những thông tin có liên quan. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, bổ sung quân số cho các đơn vị, đảm bảo đúng đủ biên chế theo quy định. Cũng trong ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021. Tham dự cuộc thi có 22 lĩnh vực với 117 sản phẩm đến từ 51 đơn vị trường học và phòng giáo dục trong tỉnh An Giang. Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số tin tức khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc phối hợp đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Mỹ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, phát quà miễn phí cho các gia đình chính sách và người dân khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ. Đây là hoạt động thiết thực của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc hướng tới hoạt động Tết Quân dân năm 2021 ở phường Vĩnh Mỹ. Dịp này, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 gia đình chính sách và nhân dân. Bên cạnh đó còn tư vấn, hướng dẫn cách phòng bệnh, chế độ ăn uống, bảo đảm dinh dưỡng và cách phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Đồng thời, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam đã trao tặng 200 xuất quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên cho hơn 50 cán bộ công nhân viên chức các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân phường. Hội nghị đã triển khai 7 chuyên đề về những nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên, các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật như Nghị định số 72 về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, Nghị định số 02 về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ, Nghị định số 03 về việc quy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ, dự bị động viên của các cấp các ngành, làm tốt công tác tham mưu, nâng cao tiềm lực, tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương ngày càng vững chắc. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Hội Cựu Chiến binh Phường Vĩnh Mỹ tổ chức họp mặt kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 6 tháng 12 1989, 6 tháng 12 2020, đến dự có đồng chí Lê Hồ Diễm Trang, Phó Bí thư Đảng ủy Phường Vĩnh Mỹ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm 31 năm xây dựng và trưởng thành Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát huy bản chất truyền thống của người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong năm qua, Hội Cựu Chiến binh Phường Vĩnh Mỹ thực hiện tốt phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng phường ngày càng hiện đại. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Hồ Diễm Trang biểu dương những kết quả đạt được của hội trong thời gian qua. Đồng thời, trong thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh Phường tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm xây dựng hội ngày càng vững mạnh toàn diện. Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Châu Phú B kết hợp đoàn thanh niên tuyên truyền phòng dịch bệnh COVID-19 cho người dân tại Phường Châu Phú B. Theo đó, đoàn thanh niên phường đã phát 500 chiếc khẩu trang miễn phí, 200 tờ bướm cho các hộ tiểu thương và người dân, đồng thời kết hợp hướng dẫn việc sử dụng khẩu trang đúng cách, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân các bước cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm hỗ trợ phát hiện, truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên điện thoại thông minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân hiểu để phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.